Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với video học tiếng Nhật cùng Thảo Lê. Các bạn thân mến, chúng ta có rất nhiều cách để học tiếng Nhật, ví dụ như học qua báo này, học qua bản tin, và có một cách học tiếng Nhật rất hiệu quả, đó là học qua phim. Với những cái bạn nào mà thích phim ấy thì vừa có thể được xem phim mà vừa có thể hiểu tiếng Nhật rồi lại tăng cái khả năng tiếng Nhật của mình thì đúng là một mũi tên trúng rất là nhiều đích, đúng không? Hay ý, trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng học tiếng Nhật qua một trích đoạn trong một bộ phim về tình yêu. Bộ phim này thì được chiếu khá là lâu rồi và cũng theo một cái mô típ là hai người ghét nhau rồi lạnh lùng xong cuối cùng thì yêu nhau. Nào bây giờ chúng ta sẽ cùng xem đoạn trích này của chúng ta có những từ vựng và mẫu ngữ pháp như thế nào nhé. Nani? Event 担当の者です。お忘れ物。こんなのマネージャーに渡しとけばいいじゃない。気が利かないのね。Mình sẽ sắp cái bối cảnh này một chút nhé. Cái cô gái ở trong phòng ấy là một khách VIP để quên đồ ở trong cái chương trình sự kiện được tổ chức ở khách sạn. Thế nên là cô nhân viên mới đem cái đồ mà cô gái để quên lên để đưa cho cô ấy. Và cái cô đầu tiên khi giới thiệu thì cô nhân viên nói là Evento tanto no mono desu. Tanto là phụ trách, đúng không? Tôi là người phụ trách sự kiện. Vậy thì mono ở đây chính là cái chữ giả và có ý nghĩa như thế nào? Chúng ta sẽ cùng phân tích nhé. Chữ giả này khi được ghép với một từ kanji khác, tức là ghép với một từ có cách đọc là âm oyomi, thì được đọc là sha hoặc là ja biến âm. Ví dụ như là isha bác sĩ, kanja bệnh nhân, kisha ký giả nhà báo ấy, tasha là người khác, keisha là những cái người quản lý hay được gọi là giám đốc ở trong công ty, shakai shugisha là những người theo chủ nghĩa xã hội. Tuy nhiên, khi đứng một mình thì từ này sẽ được đọc là mono. Khi đó thì nó sẽ được coi như là một danh từ bình thường. Do vậy, nó có thể có những cái cách kết hợp ở đằng trước danh từ đó để bổ nghĩa. Ví dụ như là một danh từ khác cộng với no mono, hoặc là tính từ đuôi y cộng trực tiếp, hoặc tính từ đuôi na cộng trực tiếp với mono, hoặc có thể là một cụm động từ trước nó. Ví dụ như dạng suru hoặc shita mono. Ví dụ nhé, tsuyoi mono ga katsu, người mạnh thì sẽ chiến thắng. Kaigo ga hitsuyou na mono e no sien, sien là hỗ trợ, giúp đỡ những cái người mà họ cần được chăm sóc. Kaigo ga hitsuyou na mono. Hoặc khi mà mình viết mail cho một cái đối tác chẳng hạn, hoặc là cho một ai đó, và mình muốn nói là tôi là người hôm trước đã viết mail cho anh trao đổi về cái gì gì đó, thì chúng ta có thể dùng với mono. Chẳng hạn như là 先日何々件でメールしたものですが. Ngoài ra, khi kết hợp với một từ khác thì nó vẫn có thể được đọc là mono. Và thông thường những trường hợp này thì từ đứng trước nó là những từ có cách đọc âm kunyomi, âm thuần Nhật, hoặc là nó được viết bằng hiragana. Ví dụ như otazune mono. Mặc dù cái từ này thì người ta không dùng nhiều lắm, nhưng các bạn nhìn thấy là tazune, đúng không? Và cộng với mono. Từ này thì dùng để chỉ những cái nghi phạm mà cảnh sát đang truy lùng. Hoặc với ý nghĩa thứ hai thì nó dùng để chỉ người mà hỏi về một cái gì đó. Itazura mono. Cái này thì chủ yếu là dùng cho trẻ con, đúng không? Những đứa trẻ nghịch ngợm. Baka mono. Những kẻ ngốc nghếch. Với ba cái ví dụ vừa rồi thì cái tần suất sử dụng thì không nhiều, nhưng có một từ được sử dụng rất là nhiều, đó là hataraki mono, để chỉ những người rất là chăm chỉ, làm việc tích cực. Hataraki mono. Vậy thì chúng ta có thể tổng kết lại các cách kết hợp đi với mono hoặc là sha. Ví dụ trước nó có thể là một từ kanji có cách đọc âm on, chẳng hạn như là sakusha, tác giả, hay là có thể cộng một danh từ với sha hoặc là mono. Ví dụ như là sakai shugisha, người theo chủ nghĩa xã hội, hoặc itazura mono. Còn trường hợp thứ ba thì chúng ta có thể cộng trực tiếp tính từ với mono, ví dụ như là yowai mono izime, bắt nạt những cái người yếu hơn mình, hay là hayai mono kachi, những cái người nhanh thì là những người giành chiến thắng. Hoặc có thể biến đổi cộng từ một cái tính từ đuôi na, ví dụ như là yurukuna, thì bây giờ chúng ta có thể cộng trực tiếp lại là yuruksha, là những cái người mà có quyền lực, đúng không? Hoặc các bạn có thể biến đổi từ một động từ vê đự, chẳng hạn như là vội vàng luống cuống, awateru,
bây giờ có thể chuyển thành một cái danh từ awatemono để chỉ những cái người mà hấp tấp, vội vàng, hoặc là có thể chuyển từ động từ đuôi suru thành một danh từ, ví dụ như là kanke suru, liên quan, thì bây giờ chuyển thành những người liên quan, kanke sho. Quay trở lại với bối cảnh của chúng ta, các bạn thấy rằng mono ở đây được sử dụng như là một danh từ, và trong bối cảnh này nó mang tính chất là khiêm nhường, hạ thấp mình xuống, đúng không? Ibento tanto no mono, tôi là người phụ trách sự kiện, và dùng để nói với khách hàng, đúng không? Ở cái câu sau ấy, khi mà nói là cái đồ để quên của quý khách đây ạ, thì cô gái đã sử dụng cái dạng lịch sự wasuremono, và ở đây sẽ cộng thêm o đằng trước, wasuremono. Nhưng mà hai câu sau mới là hai câu khó. Cô kia cô ấy đáp lại là konnano, manager ni watashi tokeba ii ja. Konnano, cái này, cái như thế này, thì đưa cho quản lý là được rồi, sao phải đem lên tận phòng làm gì? Ở đây thì chúng ta thấy động từ là watasu, đưa, đúng không? Đưa cho ai đó, chúng ta sử dụng với trợ từ ni, và các bạn nhìn thấy cái phần đuôi đằng sau của chúng ta. Watashi tokeba ii ja. Ii ja là cái ngôn ngữ nói của ii ja nai. Chẳng phải là đưa cho quản lý là được hay sao? Và ở đây có một cái dạng cách nói ngắn. Cách nói ngắn này xuất phát từ động từ vete oku, làm cái gì đó, đúng không? Ví dụ, trước khi đến thăm nhà ai đó thì nên gọi điện xác nhận trước cho người ta. Hōmon suru mae ni aite saki ni denwa o shite oita hōga ii daro. Denwa shite oku. Đấy là cái dạng mà chúng ta học trong ngữ pháp, đúng không? Vete oku, làm một cái gì đấy trước, chuẩn bị trước. Nhưng trong văn nói thì người ta có thể rút ngắn dạng te oku chuyển thành toku hoặc là doku. Và trong câu này chúng ta thấy là mẫu câu của nó chính là ba i, tức là động từ chuyển về thể điều kiện ba i. Khi mà người ta đưa ra một cái phương án hoặc một cái gợi ý nào đó, sao không làm cái việc đấy, thử làm cái việc đấy thì thế nào? Ví dụ như là mình đưa ra một cái susume gợi ý cho bạn mình, bởi vì bạn mình hay bị say xe, thế mình mới bảo bạn ấy đi, thế thì trước khi lên xe biết cậu hãy uống thuốc đi. Basu ni noru mae ni kusuri o nonde okeba ii yo. Vậy thì đấy là một cái câu theo chuẩn ngữ pháp mà chúng ta đã học. Tuy nhiên, trong văn nói bình thường, người ta sẽ sử dụng cái cách rút ngắn. Và ở đây, nonde okeba sẽ được chuyển thành nonde okeba. Và cái câu đấy sẽ được nói lại là basu ni noru mae ni kusuri o nonde okeba ii yo. Ii yo hoặc ii chan. Chúng ta thêm một số ví dụ nữa nhé. Thôi cậu cứ coi như là không biết gì đi, làm lơ đi. Mushi suru thì bây giờ là cứ coi như, cậu cứ coi như làm lơ không biết gì đi. Mushi shite okeba ii ja. Thì chúng ta có thể nói ở cái dạng ngắn là mushi shite okeba ii ja, hoặc là giao phó cho ai đó, makase de. Thì bây giờ thôi cứ giao cho anh đó đi, makase to okeba ii ja. Vậy thì các bạn nhớ lại một lần nữa cái cách nói ngắn te okeba ii ja nai ka, thì sẽ được chuyển thành tokeba ii ja. Sau đấy cô gái còn nói thêm một cái câu nữa là ki ga kikanai no ne. Ki ga kikanai no ne. Ở đây chúng ta có cụm từ ki ga kikanai, được xuất phát từ ki ga kiku. Ki ga kiku dùng để chỉ những người rất là chu đáo, tinh ý, để ý, đúng không? Và rất là khéo léo chẳng hạn. Đó, để ý đến từng những cái chi tiết nhỏ và tinh ý chu đáo với người khác. Vậy thì ngược lại, kiga kikanai dùng để chỉ những cái người rất là vụng về, ví dụ làm cái việc gì cũng vụng về, hay là nó còn dùng để chỉ những cái người mà cái cách cư xử vụng về, không khéo, không có tế nhị gì cả. Bởi vì là cái bối cảnh lúc nãy của chúng ta là hai người đang ở trong phòng nghỉ, nhưng mà có một anh con trai, đúng không? Anh này vừa mới tắm. Thì cô này đem đồ lên để làm phiền hai người đấy. Thế nên là cái bạn này bạn mới chửi lại là kika kikanai no nè, mày chả có tinh ý gì cả, hay là chả có tế nhị gì cả này, rất là vụng về. Câu này thì hay dùng khi mà phê bình một ai đấy, đúng không? Ví dụ như là bà mẹ thì hay nói với con, mày là con gái mà chả khéo léo gì cả, làm cái gì cũng vụng về. Omae wa onna no kuse ni kika kikanai yatsu da na. Như vậy là chúng ta đã kết thúc video về học ngày hôm nay rồi. Hy vọng là chỉ qua một đoạn phim vừa rồi, các bạn đã học được nhiều cách sử dụng từ hay ho.
Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Và nhớ rằng khi nào rảnh thì hãy chăm chỉ luyện nghe cái phim tiếng Nhật nhé. Bye bye!